Rồi, xin chào anh em nhé. Hôm nay Đức Bình xin giới thiệu anh em bộ biên ba lê cốt không của con Lacetti CDX nhé. Thông tin lên Bình đây. Anh em cần phụ tùng gì cứ Zalo cho bên Bình sẽ người trả lời anh em báo giá anh em nhé. Đấy. Đây. Hàng Motec nhé. Tách này anh em. Đây anh em nhé. Rồi xin chào anh em nhé.